Xin đồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý bà con nhân dân cùng các bạn đoàn viên thanh niên đã có mặt trong đêm hành trình vì người lính đảo xa giữa mạng lưới tình nguyện khu vực miền Trung Nhóm Quang Linh Vlog với đoàn viên thanh niên huyện Lý Sơn đêm hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý bà con nhân dân cùng các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, để mở đầu cho đêm hành trình vì người lính đảo xa, sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ do đoàn viên thanh niên huyện Lý Sơn biểu diễn. Mở đầu là ca khúc Trở Về Lý Sơn, sáng tác Thiên Tế do Văn Dầu thể hiện. Liên tục sẽ là ca khúc Ngọn Lửa Trái Tim, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, trình bày Hoàng Sơn. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Hoài Ân, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Phạm Văn Ái, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Ngọc Quận, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Công Thông, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Về phía mạng lưới tình nguyện khu vực miền Trung và cộng đồng Tên Châu Phi, xin trân trọng kính giới thiệu chị Đỗ Thị Nga, trưởng ban thường trực mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung. Xin trân trọng kính giới thiệu anh Phạm Quang Linh, đại diện cộng đồng Tên Châu Phi. Vâng, về phía ban chấp hành đoàn huyện Lý Sơn, xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Phạm Văn Vương, huyện ủy viên, bí thư huyện đoàn. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Phan Thị Trinh, Phó Bí thư huyện đoàn. Vâng, về tham dự với buổi tối ngày hôm nay còn có các đồng chí là ủy viên, bí thư huyện đoàn, đại diện lãnh đạo các đoàn trực thuộc, các tổ chức đoàn phối hợp và gần 100 bạn đoàn viên thanh niên trong địa bàn huyện cũng có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, về phía đơn vị đồng hành, xin trân trọng kính giới thiệu anh Ngô Hoài Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ovic Việt Nam. Vâng, và liên tục chương trình sau đây xin trân trọng kính mời lên sân khấu chị Đỗ Thị Nga, trưởng ban thường trực mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, là các đồng chí lãnh đạo các cấp huyện, chính quyền địa phương, kính thưa các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể của huyện đảo Lý Sơn, kính thưa các thầy cô giáo, ban giám hiệu nhà trường, thưa các đồng chí đại diện cho các lực lượng vũ trang trên địa bàn đảo Lý Sơn. Hôm nay thực hiện công tác số 85 kế hoạch tình nguyện của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thực hiện công tác thanh niên học sinh năm 2023. Cộng đồng Team Châu Phi phối hợp cùng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thực hiện chương trình chuỗi hành trình vì người lính đảo xa. Trong đó có 7 hoạt động trên đảo Lý Sơn mà đoàn của cộng đồng Team Châu Phi cũng như Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thực hiện từ chiều hôm qua đến nay, thì tối nay là còn 3 hoạt động là kết thúc cái chuỗi hành trình năm 2023 tại đảo Lý Sơn. Để chia sẻ rõ hơn về cái câu chuyện hành trình thì cá nhân tôi đại diện cho Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thì xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí đại diện cho lực lượng vũ trang, các đồng chí đoàn viên thanh niên và đặc biệt là ban thường vụ huyện đoàn của huyện đảo Lý Sơn đã tạo điều kiện và hỗ trợ hết mình cho đoàn công tác của cộng đồng Team Châu Phi cũng như Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hoạt động trong 2 ngày tại huyện đảo Lý Sơn. Để tiếp tục chia sẻ câu chuyện thì sau đây
Xin mời đại diện của cộng đồng Team Châu Phi, anh Phạm Quang Linh sẽ lên chia sẻ với thông điệp về hành trình với các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng như là toàn thể, nhất là các bạn đoàn viên thanh thiếu niên cũng như là các em học sinh của huyện đảo Lý Sơn ngày hôm nay. Xin mời anh Phạm Quang Linh ạ. Dạ, xin phép quý vị đại biểu là cho em đứng cạnh Linh. Dạ, cũng vì một số lý do em muốn được đứng cạnh em của em, cho nên là em xin phép là đứng cạnh Linh để cho Linh phát biểu ạ. Lời đầu tiên thì em xin tự giới thiệu là em là Quang Linh, là người đang đại diện cho cộng đồng Team Châu Phi để thực hiện những cái dự án thiện nguyện ở Việt Nam. Thì, những cái gì muốn nói thì chị Nga cũng nói rồi. Thì bây giờ em chỉ muốn là em cảm ơn là tất cả các cô giáo và các em học sinh, rồi là bên lực lượng vũ trang, các đồng chí lãnh đạo địa phương và cũng như là bên đoàn viên thanh viên, là toàn thể bà con có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để tham gia chương trình. Đấy. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho em Linh ạ. Đứng đây quá tất cả mồ hôi rồi các anh các chị ạ. Dạ, thông điệp cuối cùng của chúng em là muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp và mang những cái hành động đẹp và hành động tử tế để cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Một lần nữa thay mặt cho cộng đồng Team Châu Phi, xin được cảm ơn các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương một lần nữa, cùng với lại bà con nhân dân đã yêu mến cộng đồng Team Châu Phi. Một lần nữa cộng đồng Team Châu Phi xin cúi đầu cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Nga cũng như là anh Quang Linh. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, nhằm động viên khen tặng những học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2022-2023 và trao quà cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ chương trình, ngày hôm nay thì Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Trung tâm phối hợp với cộng đồng Team Châu Phi sẽ gửi đến trao tặng 40 xuất quà cho các bạn đoàn viên thanh niên trường Trung học Phổ thông Lý Sơn và các em học sinh trường Trung học Cơ sở An Hải và trao 20 xuất quà cho bà con nhân dân. Sau đây tôi xin được thông qua danh sách các hộ dân có tên. Sau đây thì chúng ta sẽ tiến lên sân khấu và nhận quà từ team ạ. 5 Bùi Châu, khu dân cư số 7 thôn Tây An Hải. 6 Trần Văn Thanh, khu dân cư số 7 thôn Tây An Vĩnh. 7 Huỳnh Lập, khu dân cư số 9 thôn Tây An Vĩnh. 8 Đặng Thị Thống, khu dân cư số 9 thôn Tây An Vĩnh. 9 Trần Thị Mười, khu dân cư số 9 thôn Tây An Vĩnh. 10 Trần Thị Hương, khu dân cư số 9 thôn Tây An Vĩnh. 11 Nguyễn Tờ, khu dân cư số 9 thôn Tây An Vĩnh. 12 Phạm Thị Chín, khu dân cư số 9 thôn Tây An Vĩnh. 13 Nguyễn Cu, khu dân cư số 9 thôn Tây An Vĩnh. 14 Đặng Văn Thường, khu dân cư số 8 thôn Tây An Vĩnh. 15 Phạm Tuấn Anh, thôn Đông An Vĩnh. 16 Tống Thị Mỹ Đào, thôn Đông An Hải. 17 Dương Hiếu Thảo, thôn Tây An Hải. 18 Nguyễn Tấn Thiện, thôn Đông An Vĩnh. 19 Nguyễn Thái Phong, thôn Tây An Hải. 20 Bùi Thị Hoa, khu dân cư số 2 thôn Đông An Hải. Bà con chúng ta trở về phía dưới sân khấu ạ. Xin mời các bạn đoàn viên chúng ta hãy lên hỗ trợ các phần quà cho các bà. Đây, đây, đây.
Như là chúng ta hỏi về tên tuổi, tình trạng hôn nhân nè, các bạn có muốn đặt một số câu hỏi gì không ạ? Những cánh tay của các bạn đoàn viên thanh niên đâu ạ? Các bạn có muốn đặt câu hỏi gì cho anh Quang Linh không ạ? Các bạn rất là hâm mộ anh Quang Linh đúng không ạ? Quang Linh Vlog. Xin mời anh Quang Linh đứng lên cho các bạn cùng quay về phía sau cho các bạn đoàn viên thanh niên được nhìn rõ anh được không ạ? Xin mời anh Linh đứng lên ạ. Rồi các bạn có những một số câu hỏi nào muốn đặt không nào? Các bạn đưa tay lên.
Angola, về những con người, về đặc điểm về con người ở bên Angola như thế nào, hoặc là anh Quang Linh ra Lý Sơn là đã đi được những đặc điểm, những nơi nào của Lý Sơn của chúng ta này. Các bạn có muốn đặt câu hỏi không? Các bạn không hỏi là lần sau là đừng có hối hận nha, vì chúng ta chắc chỉ đã được gặp lại nhau một lần nữa, chỉ được nhìn thấy trên mạng thôi á. Đâu nhỉ? Đâu? Đây, micro xuống cho cô Mỹ ạ. Cô Mỹ có câu hỏi gì đặt cho Quang Linh không ạ? Xin mời di chuyển micro xuống phía dưới ạ. Nhất là người hỏi mình như anh ạ. Trả lời câu hỏi của bạn thì cũng rất là dễ dàng thôi. Tại vì có cái năm mà 2014 gì ấy, là hồi ấy là Nghệ An với Hà Tĩnh là xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Thì bình thường là mình cũng đi theo phương diện xuất khẩu lao động để làm việc thôi, chứ không phải là sang để mục đích từ đầu là kiểu mình từ thiện cái gì ấy. Đấy, đúng là rất là tự nhiên thôi, chứ không phải là đấy đâu. Còn từ bản thân thì chắc là mình nghĩ là thì mình thích cái gì thì mình cứ làm thôi, chứ cũng không biết là mai sau này như thế nào. Đấy, thế. Vâng, xin được cảm ơn. Rồi, các bạn nào muốn đặt câu hỏi cho anh Văn Linh, anh Tiến, anh Linh Đô nè. Có Linh Đô ở đây nữa nè, Linh Đô là người Angola. Các bạn nào muốn đặt câu hỏi không? Không có ai đặt câu hỏi thì Hương sẽ đặt câu hỏi. Rồi, chào Linh Đô nè, Linh Đô đến Lý Sơn được 2 ngày rồi. Đúng rồi, và Linh Đô cảm thấy là con người ở Lý Sơn như thế nào, thích những cái món ăn gì ở Lý Sơn. Xin chào tất cả mọi người. Là vâng, mình tên Linh Đô, sinh năm 93, lần đầu tiên sang đây Việt Nam cũng như là Lý Sơn. Và thầy Lý Sơn rất là đẹp, người Lý Sơn là rất là vui, đồ ăn của Lý Sơn rất là ngon. Và chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Và cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn Linh Đô rất là nhiều. Có yêu cầu từ cô Lệ là anh Linh Đô sẽ gửi tặng đến chúng ta một ca khúc Sai Lầm Của Anh Remix. Anh Tâm cho nhạc Sai Lầm Của Anh Remix cho anh Linh nè. Xin mời anh Linh lên sân khấu cùng với em, cùng với Hương nè. Xin phép một người Linh Đô ngay lắm. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn để cổ vũ cho Linh Đô ạ. Cho một ca khúc Sai Lầm Của Anh Remix ạ. Và chúc tất cả mọi người một buổi tối là thật là vui vẻ. Là mọi người bây giờ Linh Đô hát một bài Sai Lầm Của Anh để tặng tất cả mọi người. Sai lầm lớn lắm anh mất cho cuộc đời, và đời mất em khi ta có đôi môi. Là một áp buông em theo cả cuộc đời, mà bạn thầm ai có trả lời được nói. Giờ là anh đã nói nhớ của em tan rồi, thì không có em nên ai đau lòng thôi. Người không dám tin chẳng lại ai thay đổi, cho theo buông anh em cho nên đau cả cuộc đời. Anh em ơi,
lòng hai quả hoàn chắc chắn đặt nhau sau ai ai sẽ ai cho có nhau ai còn lời với em là tham lời sau ai ai bỏ ai một tối vui cho lời con ai vội nhau ai cũng muốn cuộc sống cho nó to vì lúc anh quá to đến nay ra vội vàng cho ai mơ thời làm con ăn ai mất tâm tư đã đài mắt em khi ta cho đôi vui là một ấm cúng em theo cả cuộc đời mà bạn thắm ai vẫn trả lời gần nói giờ là anh đã có nhớ của em tan rồi hai quan hỏi với em đã quan tâm sau ngày ai ai ôm tôi hôn chờ lòng con ai bỗng nhiên ai cũng đợi cuộc sống đó tôi vì lúc ai ai quá xa không thể nào vì lúc ai ai quá xa đến bao giờ tôi còn tôi ấy mà trời làm mưa sáng sai làm lớn lên anh mang cả cuộc đời là đài mắt em khi ta cho đời vui là một ấm cúng em theo cả cuộc đời mà bạn thắm ai có trả lời được nói giờ là anh đã có nhớ của em gần rồi thì không có em bên anh ta lâu vui người không dám tin tương lai ai thay đổi cho theo cuộc cái em rơi trên đau cả cuộc đời. Ngày lắm, ngày lắm. Vâng, xin được cảm ơn một ca khúc rất là hay đến từ Linh Đô. Vâng, kính thưa quý vị, và để đáp lại tấm chân tình của cộng đồng tên Châu Phi thì sau đây xin mời đại diện của đơn vị địa phương, đồng chí Phan Thiện Trinh, Phó Bí thư huyện đoàn sẽ lên sân khấu có đôi lời đáp từ ạ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Dạ, kính thưa đồng chí Ngô Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Kính thưa các đồng chí là đại diện lãnh đạo hội đoàn thể và các phòng ban huyện. Kính thưa chị Đỗ Thị Nga, trưởng ban thường trực mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung. Kính thưa anh Phạm Quang Linh, đại diện cộng đồng Tiên Châu Phi. Kính thưa bà con nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến. Thì trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn những phần quà mà cộng đồng Tiên Châu Phi và mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung đã gửi tặng đến bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa tinh thần rất lớn, sẽ phần nào hỗ trợ bà con nhân dân trong đời sống và hỗ trợ các em trong quá trình học tập.
Và cũng thông qua những hoạt động mà cộng đồng Team Châu Phi đã thực hiện tại địa bàn huyện Lý Sơn trong chuỗi hành trình vì người lính đảo xa những ngày vừa qua, như là trồng cây phủ xanh đảo Tiền Tiêu, thăm hỏi các bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại phao cứu sinh, thì những hoạt động này đã mang những ý nghĩa tích cực, truyền tải những thông điệp tích cực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thay mặt tuổi trẻ Lý Sơn, tôi xin hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt những hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà, và qua đó cũng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới biển đảo của quốc gia. Xin hết ạ.